cựu sao Chelsea được tìm thấy sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo phó chủ tịch câu lạc bộ Hatayspor Mustafa Ozat, Christian Atsu đã được đưa ra khỏi đống đổ nát với những vết thương. Anh nhanh chóng được đưa đi điều trị sau đó. Atsu đã may mắn sống sót khi những trận động đất liên tiếp khiến 4.300 người thiệt mạng. Nhiều đồng đội của Atsu tại câu lạc bộ Hatayspor như Onur Egun, Kerim Alisi và Burak Oksun cũng được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Tanner Savoud vẫn chưa được tìm thấy. Mới đây, Volkan Demirel, cựu thủ môn Fenerbahce và hiện đang là huấn luyện viên Hatayspor đã đăng video với lời cầu cứu: "Xin hãy giúp đỡ các cầu thủ của tôi. Hãy tận dụng mọi nguồn lực có thể, không chỉ ở Hatay hay Antakya. Làm ơn, tôi muốn nhờ đến sự trợ giúp của mọi người." Trước đó, cựu cầu thủ Chelsea và Newcastle được cho là mất tích sau trận động đất mạnh 7,5 Richter ở khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trên fanpage chính thức, câu lạc bộ Newcastle đã gửi thông điệp: "Cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy." Atsu là thành viên cùng Newcastle thăng hạng Premier League năm 2017. Sau đó, anh được câu lạc bộ chủ sân Saint James Park mua đứt từ Chelsea và có 121 lần ra sân.